Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Vững tin vào cuộc sống. Joseph thất nghiệp lần thứ ba trong vòng 2 năm kể từ khi ra trường, và lần này anh gần như suy sụp vì bị đuổi việc. Có lẽ nào mình là kẻ vô dụng đến thế sao? Joseph à, con có điện thoại đó. Mẹ nói giùm người ta, con rất mệt. Hiện tại con không nghe máy được. Thôi nào, con đã ở nhà được gần 7 tuần rồi đó, mà sao tinh thần vẫn không khá lên được chứ? Anh Peter nói vừa tiếp nhận một dự án kinh doanh mới và cần người giúp sức. Chẳng lẽ con không muốn thử sao? Đây chính là cơ hội để con gây dựng lại sự nghiệp của mình. Nhất định con sẽ không làm mẹ thất vọng về con. Thế nhưng khi đến nơi, chưa kịp bắt tay vào công việc mới, Joseph đã lăn ra bệnh nặng. Một tháng sau, Joseph không thể bình phục và anh phải trở về nhà với tình trạng thất nghiệp và mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. Joseph, mày là một tên bất tài vô dụng. Cô cần giúp đỡ gì sao? Xin lỗi, cháu có thể cho cô hóa giang tới thị trấn phía trước không? Cô vừa định đi thì phát hiện xe không khởi động được. Có lẽ chiều mới gọi được thợ về sửa. Cô lên xe đi. Hình như cháu đang rất vội. Có điều gì khiến cháu lo lắng sao? Cháu vừa thất nghiệp lần thứ tư và cũng trải qua một trận ốm kinh hoàng. Không tiền, không nghề nghiệp, không sức khỏe. Có lẽ đây chính là những ngày tháng tồi tệ nhất trong đời cháu. Nghe cháu nói, cô cũng hình dung được một phần nào đó về cuộc sống không mấy dễ chịu của cháu trong thời gian qua. Nhưng cháu đừng nản lòng, phải nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước cháu à. Con gái duy nhất của cô đã mất 2 năm nay rồi, và đến giờ, thực sự cô vẫn chưa nguôi ngoai được. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn gặp những người gợi cho cô nhớ đến con gái mình. Và hôm nay, cháu đã làm cô nhớ đến nó rất nhiều. Chuyện buồn đó, cô nghĩ rằng là một phần cuộc sống. Và quan trọng là phải giữ tinh thần luôn vui vẻ lạc quan để những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Cháu cũng phải như vậy nha. Mẹ ơi, con đã hiểu ra rồi. Từ bây giờ con sẽ không bao giờ giận dữ hay mất niềm tin khi những điều tệ hại, những khó khăn xảy đến với mình nữa. Mẹ hãy tin vào con. Con sẽ không ngừng nỗ lực để vươn tới những điều tốt đẹp và xứng đáng là con của mẹ.